Hi, xin chào tất cả quý con nông dân mình nha. Thì hôm nay thì Nam đang quay một cái chủ đề gọi là hữu cơ nha quý con. Hữu cơ vi sinh 068. Thì ở đây thì quý con nông dân mình thấy đây. Đây là một cái trong những cái dòng hữu cơ new gọi là mới trong tiếng Anh. Đó, thì ở đây là hữu cơ quả cầu lửa nè, 068. Thì ở đây thì 068 thì quý con nông dân mình biết là nó sẽ có những cái đặc điểm khác so với cái dòng hữu cơ vi sinh 007. Đó, thì 068 ở đây thì quý con nông dân mình thấy ở đây là cái thành phần rõ ràng đây. Đây là cái thành phần của hữu cơ vi sinh 068. Thì ở đây là vi sinh cố định đạm. Đây. 10 mũ 6. Vi sinh phân giải lăng 10 mũ 6. Vi sinh phân giải senlucoze là 10 mũ 6. Đây là ba chủng vi sinh. Thì ở đây thì ba chủng vi sinh này á, thì quý con nông dân mình biết là nó rất là tốt cho cái loại cây trồng của chúng ta. Thứ nhất là gì? Đất ở dưới. Thứ nhất là nhiều khi chúng ta gãi á, gãi phân NPK nè, nhiều khi là phân NPK của chúng ta nó sẽ khó tiêu, thì nó nằm bất động ở đó. Thì khi mà đưa cái hệ vi sinh vật này xuống á, thì nó sẽ phân giải đi cái hàm lượng đạm trong đất, thì bắt đầu cây của chúng ta nó sẽ hút được cái hàm lượng đạm, thì giúp cho cái gì, cho cái cây của chúng ta nó xanh nó tốt. Thứ hai nữa là về cái vấn đề là tiếp theo đó là cái gì, cái thành phần hữu cơ ở đây là 15%. Hữu cơ ở đây á, bà con nông dân mình thấy cái thành phần nhiều khi nó thấp quá, bà con nông dân mình nói hữu cơ này nó thấp, nó không phải đâu. Ở đây á thì hữu cơ đúng ra ở đây là 15%, nhưng mà thật chắc trong đây nó rơi vào tầm khoảng từ 20 mấy% nha quý con. Hữu cơ thì ở đây nó thêm cái được đây là gì, đạm là 2,5%, đây lăng là 2,5%, và nó thêm cái phụ, đây là thêm những cái dòng là gì, đồng kẽm trong đây, giúp cho cái cây trồng của chúng ta nó sẽ đầy đủ cái thành phần là đa trung quy lượng nha quý con. Thì cái bao hữu cơ vi sinh 068 này á, thì bao này là bao nó 40 kg nha quý con. Đây 40 kg, bao 40 kg. Hiện tại thì bên công ty của Nam cũng đang hiện tại giờ đang ra một cái dòng hữu cơ đó là 068, thì thay thế cho cái hữu cơ vi sinh 007. Sắp tới đây thì quý con nông dân mình biết đó, hữu cơ 068 này nè, được cái là gì, bột nó rất là mịn luôn. Thì theo như tỷ lệ là gì, 5 bao hữu cơ vi sinh 007 cộng cho một bao bu mát sa băng, thì bao bu mát sa băng này thì khá là nhiều quý bà con nông dân mình biết rồi. Thì nói chung là Nam sẽ không nói nữa thêm về cái vấn đề này. Còn cái vấn đề hữu cơ vi sinh 068 này nào quý con, thì mẫu mã bao á, thì quý bà con nông dân chúng ta thấy là gì, hoàn toàn giống cái hữu cơ vi sinh 007, không có gì khác hết, chỉ khác là gì, khác cái thành phần thôi. Khác cái thành phần như chẳng hạn là hữu cơ vi sinh 007 là gồm có 4 chủng vi sinh, nhưng mà ở đây là có 3 chủng vi sinh, nhưng mà đặc biệt ở đây là có tăng cường cái nấm chi cô đặc ma trong đây rất là nhiều nữa quý con. Thì quý con nông dân mình khỏi cần phải cộng cái chi cô đặc ma vô thêm cho cái bao hữu cơ 068 nha. Thì ở đây thì quý con nông dân mình biết là cái 068 này á, thì nó là một cái di truyền của từ Đan Mạch luôn nha quý con, sản xuất theo kiểu hình thức là di truyền sản xuất và quá vi sinh đó, từ Đan Mạch luôn. Thì cái bao hữu cơ vi sinh 068 này được cái là gì, nó là 40 kg nè. Thứ hai nữa là đổi lại là 068 nè, thành phần nó khác nhau nè, trong đây nó có hàm lượng đạm và lăng nó cao hơn nè, là 2,5 nè, rồi nó bổ sung thêm cái đồng và kẽm đó, đồng và kẽm cho đất của chúng ta, cho cây trồng của chúng ta. Còn ở trong đây á, thì cái bột như thế nào thì để Nam sẽ quay luôn, quay cái bột cho anh em xem luôn. Cái mười kéo nông ơi, đó ra đó, ra đó, rồi gai. Ở trong đây á, thì bên công ty á thì cũng có làm rất là kỹ quý con nông dân, thấy không? Bây giờ là gì, cái bao này nè, có thể là quý con nông dân của chúng ta khi mua về mình sẽ tận dụng được nữa nè, tận dụng lại mình để đồ đựng đồ gì đó. Ở trong đây thì công ty cũng để thêm một cái lớp bọc bao bì ở trong đây nè quý con, đây dây rút luôn. Thì để Nam mở ra luôn cho quý con nông dân mình xem cái bột của 068 luôn nha quý con. À, ui da đầu. Đây
Đây. 068. Đây là hữu cơ vi sinh 068 nè quý vị con. Cái bọc nè, màu đen nha. Nó rất là mịn luôn nè, thấy chưa? Đây. Khi mà chúng ta gãi cái hữu cơ dạng bột này quý vị con nông dân mình biết đó, thứ nhất là gì, đất của chúng ta nó tươi xốp nè. Cái thứ hai nữa là nó tăng cường cái hệ vi sinh vật trong đất lên nè, nó giúp cho cây trồng của chúng ta nó khỏe nè, nó kháng được bệnh nè. Đối với trường hợp như chẳng hạn vườn mít á, thì quý con nông dân mình biết á, hữu cơ á thì nó mang lại cho chúng ta nhiều cái lợi hơn, đó là cái gì? Ngừa cái vấn đề xì mủ trên vườn nè. Thứ hai nữa là vườn khi mà xài cái hữu cơ vi sinh 07 á thì những nhà vườn á tỷ lệ sơ đen nó vẫn có quý con, nhưng mà nó sẽ giảm được cái mật độ sơ đen cũng khá là nhiều cho quý con nông dân của chúng ta. Đó, đây. Hữu cơ thấy không? Khi mà quý con nông dân mình á thấy cái hữu cơ vi sinh 07 này nè, 068 á, này mình rất là dễ gãi luôn nè. Đây, bột nó rất là mịn luôn. Ê, quý con. Cầm nắm đưa đang nắng này. Ra nắng á, đang nắng luôn. Bột nó rất là mịn nè. Thấy chưa? Bột nó rất là tươi xốp luôn, ok luôn nè. Đây. Nhưng mà đặc biệt ở đây là cái hữu cơ của bên Nam á. Ở đây á là nó sẽ có gọi là cái mùi nha quý con. Quý con nông dân của mình có thể là mình mua gì á, mình sẽ thử được. Đó là một cái mùi nó hơi nồng nồng, cái mùi nó hơi nồng nồng. Thì anh em nói là đạm XA, thật chất là trong đây là không phải đạm XA nha quý con. Tại vì một khi mà đạm XA á thì nó như thế này. Đạm XA thì nó sẽ là giúp cho cái nó gãi vô, nhiều khi cây trồng của chúng ta nó dễ bị bệnh lắm. Thành ra là gì? Bên Nam là không sử dụng đạm XA. Như chẳng hạn ở đây, quý con nông dân mình thấy nè. Quay sát vô giùm em luôn anh Út. Đây, đây là cũng là đạm nè, mà đạm này đạm Dichuren. Đó, thấy chưa? 2,5%. Chứ không phải là đạm XA. Tại vì sao? Đạm hiện tại giờ á nó rất là nhiều, 4-5 dòng loại đạm là quý con. Nhưng mà đặc biệt ở bên công ty Nam là đạm sử dụng là đạm Dichuren. Đó. Dichuren là 2,5%. B2O5 2,5% lần. Đó. Thì ở đây là không phải là đạm XA, tại vì khi mà một cái bao hữu cơ như thế này á, quý bà con nông dân mình thiết á, khi mà hữu cơ á mà để xài đạt á trên nhà vườn của chúng ta á, khi bà con nông dân nào mua bao hữu cơ về để ý đi, bóc lên mà thử nha. Nó có cái mùi gọi là hơi nồng nồng á, thì cái hữu cơ đó quý con nông dân mình xài nó mới đạt hiệu quả cao. Đó, mà đặc biệt ở đây á là chuyến này á bên Nam á thay đổi lại toàn bộ hết luôn là cái hữu cơ 068 này nè. Bột làm lại rất là mịn luôn. Đó, mịn nè, mịn chang luôn á quý con. Đây. Nè. Rất là mịn luôn nè, thấy chưa? Cái hạt phân nè. Khi mà cái này mà chúng ta gãi cộng chung với cái bu mát vô đúng không? Chúng ta gãi cây trồng của chúng ta nó rất là sung phát triển luôn, cái cây của chúng ta nó hồi lực lại. Cái thứ hai nữa là nó giúp cho phát triển cái hệ rễ của cây trồng của chúng ta, đặc biệt là cái vườn mít nha quý con. Hoặc là sầu riêng chúng ta vẫn gãi được luôn nha. Sầu riêng vẫn gãi được chứ không phải là không gãi quý con. À, bột đây, mình có sao mình nói vậy. Mình quay cho quý con nông dân mình xem. Bột mình hơn dân mặt lắm rồi. Mình trang à. Chuyến này là bên Nam làm lại hết toàn bộ về cái vấn đề. Tại vì sao? Tại vì bên Nam á thì nói chung là lúc nào cũng luôn lắng nghe. Lắng nghe là nghĩa là sao, những nhà vườn mà nhiều năm qua đó có xài đó những cái sản phẩm như hữu cơ vi sinh 007 bên Nam đó thì nói là bột nói chung là lúc này lúc khác đúng không? Lúc này lúc khác. Nhưng mà đặc biệt ở đây á thì chuyến này là bên Nam làm lại một cái dòng hữu cơ 068 này nè, nó sẽ nổi trội hơn so với cái dòng hữu cơ vi sinh 007 hồi xưa nha quý con. Như quý con nông dân mình biết nãy giờ là Nam cầm cái nấm phân lên nè mà nó mịn gan luôn nè, thấy chưa? Đó, nhưng mà được cái là nó tươi xốp nè, nó có cái mùi hơi gì dừa nè, hơi nồng nồng nè, nó nồng nồng gì dừa nè. Đó là cái mùi này Nam thấy là ok nè. Khi mình gãi xuống cây trồng thì nói chung là nó rất là tốt cho cây chúng ta. Thứ hai nữa là nó sẽ cải tạo được cái vấn đề đất của chúng ta luôn. Mùi được không? Nè, có thứ đây. Này 068 nè. Mùi này với đã nè anh Đông ơi. Mùi này đủ đi với mũi luôn, hoài hoài luôn. Thì có mùi nắng lắm. Không, mùi gì được rồi. Em cho nó vừa như này nè, mùi gì nè. Hơi hả? Ừ, nó nhẹ hơn 007. Ừ.
Con bảy là nồng luôn, nồng á. Nhưng mà ngày được cái bột nó mịn hơn đâu. Bột này nó khác rồi, bột mịn hơn, mịn hơn rồi nè, thấy không? Bột nó mịn hơn rồi. Nhưng mà cái hũ cơ á, cái hũ cơ thường thường cái hũ cơ dạng bột này nè. Anh xài, anh nếu mà trường hợp mình xài á, mình thấy phải có mùi. Nó đi phê. Còn hũ cơ mà nó không có mùi, không có mùi là nó không phê. Nó không chất lượng. Nó không phê à. Rồi cái này nhìn thấy cái bột nó nhẹo hết ta. Ừ. Bột này nó im này, thấy không? Bột này nó mịn nè. Bột này xài nói chung là gãi là ok rồi. Bột này. Này giống như cám to rồi đó. Ok á. Gãi im mất bột này nè. Bột này mình nói chung là gãi rất ok đúng không? Có thị trường bột này, nói thị trường vô là chất lượng. Bột này im. Trang, độ ẩm cũng vừa tới luôn. Nói chung là cái này thì độ ẩm nó vừa tới luôn á quý con. Đây thì anh Đông thì nói chung là anh cũng xài cái hữu cơ vi sinh 07 của bên Nam cũng khá là nhiều á quý con. Nói chung trường này là thầy Ủa chẳng vừa rồi là tiền mà tính ra làm bông vườn này là chứ từ lúc làm bông đến thu hoạch là khoảng nhiêu anh Đông? Anh nào hạo thử khoảng nhiêu? Hơn 30 triệu mà bán hôm gà là được nhiêu rồi? 218 triệu. Quý con làm nhau thấy không? Còn cỡ khoảng 3-4 tấn gì nữa. Cái vườn này anh đầu tư lúc mà giai đoạn làm bông là có 30 mấy triệu, giờ năm nữa thẳng là 40 triệu đi. 40 đi. 40 là dữ lắm nha. Cho 40 luôn. Đó, mà giờ lỏng bán là 218 triệu, giờ còn trên giường khoảng 3-4 tấn nữa biết hết nè, trên giường nè đó. Mà anh em thấy là làm, nói là làm bên Nam thì nói chung là không có lời. Thật chắc là gì? Không phải đâu quý con nhân dân mình biết á, khi mà chúng ta làm một cái gì đó, khi mà làm bên Nam á, thứ nhất là Nam sẽ tạo mọi cái điều kiện gọi là tiết kiệm tối đa cho quý con nhân dân của chúng ta. Để làm gì? Thứ nhất làm giường thì cũng phải có lời. Còn nếu mà trường hợp chúng ta làm mà chúng ta lỗ đúng không? Thôi nghỉ làm cho nó khỏe. Chứ giờ mình bỏ tiền ra để mình làm mà nhiều khi mình lỗ á thì đâu có ai muốn đâu quý con. Như riêng Nam gì, Nam đi kỹ thuật gì nè, Nam cũng muốn lúc nào cũng gì, nhà vườn của chúng ta bán lúc nào cũng phải có lời. Để gì? Chúng ta phải có cái thu nhập cho gia đình, người vợ con cái nữa, đi học nữa, quý con nông dân thấy đó. Thì thôi, thì nói chung là cái hữu cơ vi sinh 068 thì đây là một trong những dòng hữu cơ mới của bên Nam. Thì quý bà con nông dân của chúng ta thấy đây là cái cũng không khác gì hữu cơ vi sinh 07 nha. Quả cầu lửa 068. Đây, new. New là có nghĩa là tượng trưng cho từ mới đó quý con. Hữu cơ mới của bên Nam á. Thì thôi, Nam cũng kết thúc video tại đây. Cũng cảm ơn tất cả anh em đã đồng hành cùng với Nam trong thời gian vừa qua. Thì Nam cũng kết thúc video nha mọi người.